Ủa ui, sợ ma quá. Cái gì vậy? Gì mà sợ ma đây còn lấy. Ui cái đó nè. Ủa cái đó hả? Đây chẳng phải là bộ ba bá đạo Phong Cận, Timmy, Mr. Dịch sao? Ủa cái đó. Mọi người hãy cứu tôi. Ok và hai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Yeah. Ok. Thì anh em thấy trong tập trước bọn mình đã lên được một cái cây đậu thần này nè. Ờ phải không phải nhầm, không phải là lên mà bọn mình đã trồng được một cây đậu thần rất là cao luôn. Nó cao đến nỗi mà chọc trời luôn anh em ơi. Mà đứng đây mình thấy được, mình không biết được ở trên đó nó có gì hay không, mà mình thấy mấy giờ nó đang cao nó mà chọc trời luôn anh. Giống như là nó thụt, nó đâm thủng cả ông trời luôn rồi. Đó, thì giờ bọn mình muốn là bọn mình sẽ leo lên trên đây thử để coi không biết ở trên đó nó có cái gì hay không. Không biết là có báu vật hay là một cái món vũ khí gì đó mới trên đây hay không. Chắc cũng phải là có kim cương hay là cái gì đó. Cho nên bọn mình sẽ bắt đầu leo lên. Bọn mình sẽ coi thử trên đó sẽ có gì nha. Hy vọng là sẽ lên nhanh được. Mình thấy nó cũng khá là cao á. Mình thấy nó hơi bị ngại ngại vậy đó. Trời ơi. Ok, bọn mình sẽ sử dụng cái dây leo này nè. Đó, để bọn mình leo lên nha. Đây, từ bám. Chúng ta sẽ leo bám cho từng cái lá nè. Ui, trời cao ơi, cao ơi. Ôi đồ, trời ơi, mất máu rồi. Mình bám hụt, mình bám vô thân xém nữa mình rơi xuống chết luôn rồi. Ok, trời. Anh Lịch với Timmy giờ này còn ngủ nữa. Gì đâu trời. Ok, từ. Ngủ này. Rồi một thanh niên dậy. Mẹ ơi. Biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày sinh nhật mừng ngày sinh nhật cô Phong. Tào lao quá. Anh có biết là hôm qua là em đăng video khác chứ không phải là Vùng Đất Chết. Có nhất rất là nhiều bạn kêu em vào làm vùng đất chết luôn. Hôm nay em nhất định phải đăng video cho các bạn xem nè. Thì các bạn đã đặt thử thách cho chúng ta. Chúng ta phải leo trên cây đậu thần này nè. Cho nên là bây giờ chúng ta phải đi thôi. Ok, thử thách leo lên cây. Leo liền nữa lên cây này nè. Cây đậu thần này nè. Trời ơi, cây gì thách sẵn. Mình leo lên dễ dàng rồi. Cái cây này nè. Thôi leo cây này đi. Cây đậu thần cao lắm, leo mệt lắm. Trời ơi, nếu mà leo cây đó đâu còn thử thách nữa trời. Đây là đi nè, trời ơi nó nhiều quá. Lên nhanh mọi người ơi, hơi tốn thời gian bây giờ. Từ nên ta chúng ta sẽ bám vào từng cái lá để leo lên nha. Ok, Phong Cận sẽ bám vào từng cái lá. Ok, trời ơi coi chừng bị mất máu chết nha. Leo lên nhớ ăn đậu thần vô nha. Đúng rồi, leo lên nữa ăn đậu thần vô. Ok, rồi chơi ngu rồi, Timmy chơi ngu rồi. Đó. Sao nữa ta bám vào đâu bây giờ, chỗ này đi. Lên nè. Ui. Rồi xong chết luôn. Rồi xong chết luôn. Ok, vậy mình sẽ bắt đầu lên nha anh em. Mình nghĩ cây này khá là cao cho nên bọn mình phải lên sẽ nghĩ là sẽ khá là lâu cho mình sẽ tạm thời mình dừng video chút xíu nha. Ok, thì bọn mình đã leo được tới đây rồi anh em. Trời ơi, bây giờ bọn mình đã thấy được cái ngôi làng nào ở trên mây. Nhưng mình thấy ở chỗ này. Ở chỗ này nó có mấy cái bóng gì lúc nhúc nhìn ghê quá. Cái gì? Phong ơi Phong. Từ từ. Cao quá. Té xuống là té ông nội luôn đó Phong. Đây leo nè. Đó. Mình sẽ leo từng cái này là lỡ mà té xuống cái là coi à! Vừa nói xong. Lỡ mà té xuống cái là coi như là chúng ta sẽ leo lên lại từ đầu anh em ơi. Từ nãy giờ mình cực lắm rồi đó. Từ để mình leo. Lỡ mà té xuống tan xác luôn á. Rồi lên tới nơi nè. Ôi bà Timmy bà có kẹo để bay lên kìa. Anh nãy bà không đưa cho mình sớm. Bà không tới đâu mà yên tâm. Nhiều văn quá. Có hai cái là. Ok từ từ. Mình bay tới luôn á. Lên nè. Rồi tới nơi rồi. Lên. Lên. À còn bà Timmy. Cái gì anh nhảy ra, nhảy ra. Vậy đi bao nhiêu chỗ mèo quay đi. Em đâu biết chắc là. Ui cái này là cả một ngôi làng luôn anh. Lên hết chưa trời ơi. Nè mọi người ăn đậu thần vô coi chừng. Ăn đậu thần vô coi chừng bị đói á. Hết máu rồi chết á. Solo. Gì anh? Gì gà. Đúng rồi mấy con. Ui trời ơi mấy con gà này cũng bị nhiễm zombie nè anh. Trời không ngờ, tưởng cái vùng đất chúng ta bị nhiễm zombie hay ngờ. Trời ơi gà. Trời chạy quá trời à. Thôi được rồi, mọi người đứng lại gần nữa, bọn nó nhào đó. Bây giờ cái ngôi làng này sao tự nhiên cũng bị nhiễm zombie luôn hả ta? Cái gì quá giật được kinh vậy? Ê. Ủa bên kia. Ở theo rồi, im lặng mọi người, bên kia có ai kìa. Ủa, nhìn cái tướng quen quen ta. Nhìn cái skin quen quen ta. Ủa, no shop nè. Ủa, no shop kìa. Ủa gì á? Ủa, từ. Ủa sao no shop nó bự vậy? Hả? Phong tôi là Phong nè, nhớ tôi không được sếp. Đây là cái con đầu vô đây, đây thằng nào sách vậy? Ủa gì vậy? Cái gì? No sếp là thằng nào hả? Nó đuổi tôi là Ủa? Sao tôi xin
kem coi. Cho xin xin mì kem múc múc múc. Con nào vậy? Ủa là chúa tể ở cái. Ê, con chúa mày nào tao ngồi với kim cương rồi giờ mày không trả rồi mày tính quịch luôn đó, nó giả vờ nó quên mình nó nói không trả nợ tôi đó mọi người. Ủa mà vậy luôn hả? Sao tự nhiên nó sắp ông bự như vậy? Anh phải bù nợ. Là thằng nào tao bảo đồ sứ là thằng nào hả? Ủa ông không nhớ tôi là ai hả? Ngươi là thằng nào mà nhiều mắt kính kia cho ta xin cái họ biết. Ơi cái thằng này này cái khu là nhà này, khu nhà của ta, đây là khu làng trên mây do ta đứng đầu cái khu làng này, các người vào, các người là người lạ, các người không được vào đây, tránh ra. Ôi ông quấn em gần đây. Ôi tết tóc vàng tàu xanh tè le kia kìa. Ôi gì không được ơi. Cái kiểu này là không được, cái kiểu này là mình không thể nào mà mình để không được. Một cầu kia. Không biết mày thằng ơi, đánh tao mày. Đánh giết luôn. Nô sớp hả? Này thì côn đồ à. Côn đồ nè. Côn đồ nè. Ôi ông chết rồi anh ơi, ông chết rồi. Trời may quá. Chết quá rồi. Ha ha anh ơi. Trời ơi may quá. Nhưng mà bây giờ không, hình như ông chưa chết đâu, cái này ông mới ngất xỉu à. Cũng may quá mình đánh ông ngất xỉu được rồi. Thôi xong rồi. Ơi lột đồ nó mang về. Tính ra cái ông này ông cũng yếu. Ông hồi sinh đây kìa. Rồi. Ủa cái gì à? Ủa sao ông sống lại được? Sao khoai biết anh khủng lâu vậy? Ít nhất ta có 5 mạng sống, các người không thể đánh được ta đâu. 5 mạng sống hả? Lần thôi. Ai đâu vậy? Chị mình giết nó hết 5 mạng lại chết rồi. Vô lên xuống luôn. Này thì anh em này không có kiếm gì hết vậy? Này thì ôi ông cũng có kiếm kìa. Ông có kiếm kìa, có kiếm được cái chân. Rồi 2 mạng. Ôi ta sẽ dùng sức mạnh của ta. Sức mạnh của ngươi là gì? Trả đồ sớm này cho ta. Trả đồ sớm này cho ta. Quá kìa. Ôi đánh đâu vậy? Rồi Này ông 338. Ôi cái chân. Ôi da trời. Này thì dám đánh bọn ta hả? Đây là cứu mẹ. Hồi máu hả? No sớm khổng lồ hả? No sớm khổng lồ. Rồi, 3 mạng rồi. Ôi, ông còn hồi sinh cả anh ơi. Có chân. Có chân. Ba tên các người, nhãi danh. Con điên này, dám đánh bọn ta hả? Đánh bọn ta hả? Đánh bọn ta nè. Chết rồi. Rồi, 4 mạng, ok. Mệt rồi, vậy thì... Vậy thì giờ ta sẽ dùng tuyệt chiêu liên tục cho các người xem. Vậy tuyệt chiêu gì? Ôi cái chân nó chém kìa. Vô lạc luôn rồi. Ôi trời nó làm sao với em. Nhảy ra trời. Này mệt quá. Này mệt hả, người khổng lồ mà yếu xìu à. Ôi trời. Ủa may quá, ủa mình đánh ổng xong, sao tiên. Ôi ổng còn nhúc nhích cả anh ơi. Quýt tiếp quýt tiếp, nhúc nhích hả. Chết. Ủa gì? Phong ấy, vịt này. Ủa? Timmy sao vậy? Timmy đau bụng hả? Ủa? Cho cắn bị hỏa dậy nè, dậy. Trời, ủa ông nhận ra tôi là ai hả? Trời ơi, bốn mắt, cái mắt kính đỏ nhìn như Superman kia ai chả biết. Còn cái trời ơi, đây là 8 mắt. Úp là 6 mắt chứ. Ai chả biết, còn cái màu hồng như này thì ai chả biết hả? Màu hồng này là ai? Hôm nay là Timmy. Còn anh này là ai? Anh vịt hả? Trời ơi. Ôi mọi người ơi, vậy là nô sớm đã tỉnh lại rồi trời. Thiệt chứ. Ủa sao tự nhiên người ông bự vậy? Tôi chả biết nữa. Lúc mà Ren rủ tôi đi hái cái thuốc gì á. Tự nhiên lúc đấy tôi bị biến thành to, xong rồi tôi bị ai đó đánh ngất. Giờ tôi ở đây luôn. Trời ơi nè, hồi nãy ông không biết ha. Hồi nãy là ông bị biến thành khổng lồ, ông bay vô, ông không nhớ gì, ông bay vô quýnh tôi với anh vịt với Timmy quá trời luôn. Thật đâu, hay là do ông đánh tôi á, tôi tỉnh dậy. Thế ông tào lao quá. Đừng có chém gió. Đấy. Thấy chưa? Thôi bây giờ mệt quá, nói chung là nếu như ông tỉnh lại tôi mừng rồi, nhưng mà là ông làm cách nào để người ông nhỏ lại coi, chứ giờ thấy người ông bự vậy. Ông ăn cái ông bị ông đốt hay gì người ông bự vậy? Tôi có thể nó chóng mặt chắc là một lúc nữa nó bình thường rồi. Ok thôi chắc giờ ông còn nhớ đường về không? Người tôi run quá, tôi còn nhớ đây, giờ tôi đi về đây. Ok thôi vậy bây giờ ông tạm thời ông gì vậy? Gì đây? Nhảy xuống đi. nhảy xuống đi. Ok. Ôi cái chân chết.
trời ông chết thiệt rồi. Nó sớm tôi nói ông nghe này nè, bây giờ ông thấy cái bờ sông không, ông nhảy xuống sông đi, sau đó là ông hãy về lại cái nhà cây của tôi, ông ở trong nhà cây đi một tí nữa, có thể là bọn tôi sẽ quay về để chữa bệnh cho ông. Sau tôi thấy ông là có vẻ là ông hơi mệt đó, về đi. Nhảy xuống cái hồ nước kia đó. Tôi mệt, tôi rất thích ăn thịt chó mà tôi thấy trong làng đấy có nhiều chó lắm á, nhớ nha. Ok rồi, về đi, về chợ anh đi này. Ok rồi, mình nó sắp đi rồi. Bây giờ chắc em nghĩ là em nghĩ là chúng ta cần đi vào coi thử cái làng này, không biết cái làng này nó bị cái gì mà sao quái vật đừng quá trời vậy. Để em lên thử coi, từ từ đây là để mình móc dây leo, mình leo thử xem coi. Quá wow, nó chạy ra kìa. Ôi mà bị dạy hết rồi. Mấy con thú này. Ôi, ủa mấy con này nó bị biến thành nó bị biến thành zombie hết anh ơi. Mấy con à. Ôi phải, mọi người tại sao cái ngôi làng này nó không có một người dân nào luôn vậy? Nó toàn là động vật bị zombie không à? Ủa? Ôi đóng cửa lại cho người ta, lỡ mình mở cửa với con zombie vô cắn ta sao? Chắc là do mấy con này nó bị biến thành zombie cho nên là mọi người phải núp trong nhà hết á. Ok thôi, mình giờ mình phải giết hết mấy con quái vật này đi. Ôi trời. Nó đảo luôn nè, chơi luôn cần tê đít rồi. Em cũng quá trời nè, trời ơi. À, đậu trên này nhiều vậy. Sao em biết được? Ôi anh Thịt, anh Thịt, coi em nè anh Thịt. Dạ. Coi em nè. Ôi. Ủa sao em cười luôn ngày vậy? Em không biết nữa, hình như là em lít chụp phải người mà nói, em ngồi người mà nói sao. Ôi. Ôi, coi em cưỡi gà, ui. Ôi, em cưỡi lợn rồi nè. Coi anh Thịt. Mình cưỡi. Anh Thịt, hình như em để ý là mình cưỡi con lợn á, là mấy con này tấn công mình là nó tấn công chúng con lợn không à, cho nên chúng ta hay cưỡi bọn nó đi để cho bọn nó tấn công lẫn nhau. Ok từ từ. Ui này đi. Ui. Mình cưỡi mình lại đi. Ai à? Ôi da, chết tôi rồi. Con gà sẽ nhanh hơn đó. Ui chết con gà rồi, tội nghiệp con gà đi. Ui. Mày. Tìm đi chém chết con heo anh ơi. Tìm đi chém chết heo anh nè. Ừ. Ôi nó chém thì cãi đi, giờ mình ta. Trời ơi, phải diệt hết cái đống quái vật này cái đã. Ui trời ơi, đông vậy. Tính ra trời đất luôn. Tính ra mình giết xong đống quái vật này là mình sẽ có đủ thức ăn để ăn cho một tháng luôn anh. Ôi bên đây còn đông lắm nè. Bên đây còn đông lắm nè. Ôi, tưởng là mấy con quái vật gì đó mạnh mẽ chứ mấy cái con gà con hay con lợn này em chém một phát một chết hết. Trời ơi, còn mấy con này phải không? Dùng skill luôn nè. Bay sáng hết chưa? À, chắc chết hết rồi, để em coi coi. Ê, rồi ông đánh nó bay xuống nó gặp màu sớt rồi. Ôi, thì nó xuống cắn nó sớt luôn. Chém thấy là chết hết chứ gì. Coi. Hình như là hết rồi. Để mình đi xung quanh làng mình coi còn con nào mình giết hết luôn chứ không thôi để mày là lỡ mà nó cắn người dân là người dân bị biến thành là zombie. Đúng luôn. Rồi. Xem con đây còn con nào không chứ nó đi, không thì nguy hiểm lắm. Đây. Không. Đây này Phong ơi. Sao anh san từ phải từ chỗ này của em của đông lắm. Qua đây. Nhìn kìa. Cái gì? Qua đây. Trong này có hai con tàu quá, giết. Tàu lao, cái này là người dân á trời. Ok rồi, hình như là mình giết hết rồi. Em nghĩ là chắc là người dân bị nhốt trong nhà là do là họ sợ, họ không dám ra ngoài á, cho nên là họ phải ở trong nhà. Bây giờ em nghĩ là em sẽ đi vào để em hỏi thử một người dân nào đó để em coi họ bị gì mà bị nhốt này đây. Thôi trời ơi, cái ngôi làng này tính ra là nó cũng như ngôi làng bình thường ở dưới mặt đất, không có gì đặc biệt hết á. Để coi. Dân làng họ gì sợ zombie cho nên họ trốn trong nhà hết rồi. Chắc là giờ mình phải tìm một ai đó để mình hỏi thử xem coi tại sao lại có một cái ngôi làng ở trên trời như thế này để mình có cái nhà làm cái gì. Sao? Tôi mới vô nhà này, trong nhà này có 3 người. Giết hết một người là còn 2 người. Mà điên à, người dân mà bà đi bà giết người ta. Để coi. Tại vì tôi chào không trả lời. Để coi. Ủa, ai nhìn quen quen cái ta? Ủa. Ui, sợ ma quá. Cái gì vậy? Đi mà sợ ma đây coi. Ui, cái đó nè. Ủa. Ủa, cái cái ron hả? Đây chẳng phải là bộ ba bá đạo Phong Cận, Timmy, Mr. Dịch sao? Ủa, cái ron. Mọi người hãy cứu tôi. Ủa, sao mà lại ở trên ngôi làng này vậy? Ngôi làng này chính là ngôi làng trên mây. Nó cũng giống như là thiên đàng. Và tôi đã chết. Và sau đó tôi lại bị tôi đã phải ở trên này rất là lâu rồi. Tôi rất là mệt. Mọi người làm ơn hãy cứu tôi với. Giờ cứu ông cách nào đây? Tôi có cái gì giúp ông được? Giờ có cách nào để giúp ông bây giờ? Tôi đâu có biết đâu. Tôi thực sự cũng không rõ. Nhưng mà
theo thông tin tôi được biết là cần phải có một loại phép thuật để có thể khiến tôi hồi sinh và trở về thế giới trần gian như bình thường được. Mọi người làm ơn hãy cứu tôi. Làm ơn. Ok rồi, ông coi trong đây đi, tôi nhất định sẽ cứu ông. Trời mọi người ơi, chết rồi. Thì bây giờ Kairon, mặc dù là Kairon đã hy sinh Kairon lên trên thiên đàng luôn anh em, hình như cái này là cũng như là một cái thiên đàng vậy anh em. Đó thì bây giờ Kairon bảo mình là muốn hồi sinh được, Kairon rất là muốn hồi sinh, cho nên là bây giờ chắc là mình phải tìm cái món báu vật gì đó mà có thể giúp Kairon hồi sinh, mà mình không biết cái món báu vật đó là gì cả. Chắc nghĩa có lẽ là trong tập sau thì mình sẽ tìm đến gặp đến cái ông trưởng làng ở trên đây để mình hỏi mới được. Chắc là ổng sẽ biết được nhiều thứ lắm. Ok rồi, thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho các thành viên của Đăng Go Team, và hãy đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong Đao Phim Team đó nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Hãy cho mình biết là anh em có muốn cứu Kairon hay không nha. Ok, bye bye mọi người, tạm biệt.